Nội, con gái bỏ đi hai hôm chưa về, người cha vượt ngàn cây số đi tìm. Nữ trung tá công an ở Bình Định bị tấn công trên đường đã bình phục. Xác minh tài xế xe Mazda quyết không nhường đường xe ưu tiên. Liên quan vụ cô gái bỏ nhà mất tích ở Hà Nội, sáng ngày 31 tháng 7, người thân nữ sinh Khánh Huyền sinh năm 2010 cho biết gia đình vẫn chưa liên lạc được với em. Hiện cha của Huyền đang di chuyển vào miền Nam để tìm con. Theo thông tin do gia đình cung cấp, Khánh Huyền đi khỏi nhà lúc 16 giờ 36 phút ngày 29 tháng 7 năm 2024. Sau đó, Huyền bắt xe taxi đến chung cư N5, khu đô thị Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội và tới địa điểm này vào lúc 17 giờ 41 phút cùng ngày. Sau khi xác định được địa điểm, gia đình đã liên hệ với lái xe taxi. Tài xế taxi cho biết Huyền xuống xe ngồi chờ ở quán trà chanh, dự kiến sẽ bắt chuyến xe lúc 21 giờ tối đi vào miền Nam. Theo tài xế taxi, trên đường đi, Huyền có kể là đi cùng với một người chú. Tuy nhiên, gia đình xác nhận không rõ người đi cùng mà Huyền nói là ai. Anh Trịnh Cường, bố của Huyền cho biết, con gái anh đang học lớp 9. Hàng ngày, bố vẫn đưa đón đi học thêm. Huyền có sức khỏe tốt, không có biểu hiện bất thường. Mới đây, Huyền đi xin làm thêm nhưng gia đình không đồng ý. Người thân của Huyền cho biết, những ngày qua, mọi người đi tìm khắp nơi và đã trình báo cơ quan công an, nhưng chưa có kết quả. Sáng ngày 31 tháng 7, bố của Huyền cùng gia đình đang đi vào miền Nam để tìm kiếm. Sau khi có thông tin tối ngày 30 tháng 7, Huyền đang di chuyển đến địa bàn Hà Tĩnh. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, sau hơn 20 ngày điều trị, sức khỏe của nữ trung tá VTAV, sinh năm 1979, đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện Hoài Ân, người bị gã đàn ông dùng búa tấn công trên đường, đang có chuyển biến tích cực. Nữ trung tá V đã bị đối tượng Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1980, chú thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, dùng búa tấn công khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, hiện tại các xét nghiệm của trung tá V đều ổn định, đang trong giai đoạn phục hồi. Vị này cho hay, bệnh nhân đã tự mở mắt nhìn vào một điểm nhưng chưa nhận biết được mọi thứ xung quanh. Bệnh nhân đã tự thở, chân tay có cử động nhẹ, mạch và huyết áp của bệnh nhân đã ổn. Hiện các y bác sĩ của bệnh viện đang tích cực chữa trị cho trung tá V. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 7, trung tá V đang đi xe máy trên đường thuộc khu phố Gò Cầu, thị trấn Tăng Bạt Thổ, thì bị đối tượng Đức điều khiển xe máy đi cùng chiều dùng búa tấn công. Sau khi thấy trung tá V ngã xuống đường, Đức xuống xe, tiếp tục ra tay đến khi nữ cán bộ này bất động, rồi đến công an huyện Hoài Ân tự thú. Trung tá V bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Về tin đồn đối tượng Đức có vấn đề về thần kinh, lãnh đạo công an tỉnh Bình Định khẳng định đối tượng này có tâm lý hoàn toàn bình thường, không bị thần kinh như tin đồn. Hành vi dùng búa tấn công nữ trung tá V của đối tượng là để trả thù, có chủ đích. Sáng ngày 31 tháng 7, Chỉ huy đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xác minh vụ việc một chiếc ô tô nhãn hiệu Mazda đi vào làn đường khẩn cấp vành đai 3 trên cao, quyết không nhường đường cho xe ưu tiên. Trước đó, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh xe nhãn hiệu Mazda biển số 30K505XX đi vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao, nhưng cương quyết không nhường đường cho xe ưu tiên đi phía sau, mặc dù phương tiện phía sau liên tục phát loa cảnh báo, yêu cầu được nhường đường. Nội dung clip ghi lại, lái xe ưu tiên đã ra tín hiệu, thậm chí nhắc đi nhắc lại gần 10 lần, xe 30K505XX nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Nhưng người điều khiển chiếc xe Mazda vẫn không chịu nhường đường. Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ thái độ bất bình trước hành vi vi phạm của tài xế xe ô tô Mazda. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Vừa qua, vụ ô tô bán tải bị tàu hỏa tông văng ở Đồng Nai đang khiến dư luận không khỏi xôn xao. Theo một số nhân chứng tại thời điểm xảy ra sự việc, khi thấy tàu tới, nhân viên gác chắn đã ra sức cảnh báo bằng còi, nhưng tài xế xe bán tải vẫn bất chấp lao vào đường ngang, hậu quả khiến hai người tử vong tại chỗ, ba người bị thương. Vậy với hành vi nguy hiểm trên, tài xế này sẽ phải đối diện với hình phạt nào? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây. Luật sư Lê Bá Thường, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dân luật Tín Thành, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại điều 25 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định quyền ưu tiên tại nơi đường sắt giao cắt đường bộ. Theo đó, nơi giao nhau cùng mức với đường sắt có đèn tín hiệu rào chắn và chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, có tiếng chuông báo hiệu, rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng,
Người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại phía phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng cách an toàn. Khi đến, tín hiệu đã tắt, rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. Còn tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt không có đèn tín hiệu, rào chắn, chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải quan sát cả hai phía. Khi thấy chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới mới được đi qua. Nếu thấy có phương tiện đường sắt đang đi tới thì phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ dây gần nhất. Chỉ khi phương tiện đường sắt đã đi qua mới được đi. Luật sư nhận định, theo các quy định tại điều nêu trên, tại nơi đường bộ giao nhau cùng với đường sắt, quyền ưu tiên sẽ thuộc về phương tiện giao thông đường sắt. Do đó, người đi đường phải quan sát, tuân thủ theo các tín hiệu để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Đối với vụ tai nạn ở Biên Hòa, Đồng Nai, tài xế xe bán tải cho xe lao từ hẻm ra do thiếu quan sát, không chú ý nên đã dẫn đến xảy ra tai nạn. Như vậy, tài xế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Bộ luật hình sự 2015. Phải dựa trên kết quả điều tra mức độ nghiêm trọng thiệt hại của vụ tai nạn mới có thể xác định được mức hình phạt của tài xế. Theo luật sư, với hành vi trên, tài xế có thể bị phạt tiền từ 30 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm, hoặc phạt tù từ 3 đến 10 năm khung thứ 2 và có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm khung thứ 3. Đồng thời có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong một thời gian nhất định hoặc vĩnh viễn. Về trách nhiệm dân sự, tài xế có thể phải bồi thường thiệt hại quy định tại điều 584, 589, 590 Bộ luật dân sự 2015 cho các nạn nhân và gia đình của họ, bao gồm chi phí y tế, tổn thất về tinh thần. Bên cạnh đó, đối với sự việc thời gian tàu hỏa đến nhưng nhân viên gác chắn chưa kéo barrier trên đường Phạm Văn Thuận xuống vì đang vướng xe rác, đối với việc này cũng cần xem xét nhân viên gác chắn đã thực hiện đủ các biện pháp đảm bảo an toàn khác, bao gồm cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng. Trong vụ việc này, một barrier chưa hạ xuống khi tàu tới, nhân viên gác chắn cũng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm nếu bị xác định vi phạm quy định về an toàn giao thông. Tuy nhiên, trách nhiệm của nhân viên gác chắn sẽ dựa trên đánh giá cụ thể về các yếu tố liên quan và các biện pháp đảm bảo an toàn mà họ đã triển khai. Do đó, nếu hành vi của nhân viên gác chắn bị cơ quan chức năng xác định là vi phạm quy định về an toàn giao thông, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, họ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng thực tế hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, do đó cần phải chờ kết luận chính thức để xác định mức độ hành vi của những người liên quan. Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe bán tải ở Đồng Nai một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của việc không tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt là ở nơi đường bộ giao nhau với đường sắt. Điều 25 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định trên đoạn đường bộ giao nhau cùng với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với đường sắt, phương tiện giao thông đường sắt được quyền ưu tiên đi trước. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt có đèn tín hiệu rào chắn và chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng, có tiếng chuông báo hiệu, rào chắn đang dịch chuyển hoặc đã đóng, người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại phía phần đường của mình và cách rào chắn một khoảng cách an toàn. Khi đèn tín hiệu đã tắt, rào chắn mở hết, tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải ngừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét, tính từ dây gần nhất. Khi đèn tín hiệu đã tắt hoặc tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt không có đèn tín hiệu, rào chắn và chuông báo hiệu, người tham gia giao thông đường bộ phải quan sát cả hai phía. Khi thấy chắc chắn không có phương tiện đường sắt đang đi tới mới được đi qua. Nếu thấy có phương tiện đường sắt đang đi tới thì phải dừng lại và giữ khoảng cách tối thiểu 5 mét tính từ dây gần nhất và chỉ khi phương tiện đường sắt đã đi qua mới được đi. Ngoài quy tắc an toàn tại nơi đường bộ giao nhau với đường sắt, vụ việc trên còn để lại bài học đáng nhớ về việc tuân thủ quy định cài dây an toàn và quy định không được chở người trên thùng xe bán tải. Trước tiên phải cài dây an toàn khi đi ô tô nằm trong quy định pháp luật. Cụ thể, khoản 2 điều 9 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn.
Trong khi đó, Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP có quy định mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn, người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn và cả hành vi chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy. Hiện nay, nhiều người Việt Nam vẫn không có thói quen cài dây an toàn khi đi ô tô, nhất là người ngồi ở ghế sau. Lý do có thể do mức phạt khá nhẹ, có tính nhắc nhở nhiều hơn là răn đe, từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Việc xử phạt cũng chưa được thực hiện nghiêm và tâm lý chủ quan của người đi ô tô cho rằng nếu chỉ đi trong thành phố với tốc độ chậm, thì nếu không may xảy ra va chạm thì hậu quả cũng sẽ không nghiêm trọng. Tuy nhiên thực tế là ai cũng có thể thiệt mạng hoặc khiến cho người khác thiệt mạng nếu không cài dây an toàn, dù là ngồi ghế sau hay ghế trước. Theo nghiên cứu của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ IISS, việc cài dây an toàn không chỉ cần thiết cho những người ngồi phía trước, mà cả cho những người ngồi hàng ghế sau, bởi ít người chú ý rằng nếu không cài dây an toàn, người ngồi ở ghế sau có thể làm thương, thậm chí gây thương vong cho người ngồi ghế trước khi xảy ra va chạm. Vì theo quán tính, người ngồi sau sẽ lao mạnh về phía trước, đẩy người trước lao vào tay lái, trụ A hay điểm va chạm phía trước, dẫn tới nguy cơ gặp chấn thương nhiều hơn. Hồi năm 2017, một kỹ sư nghiên cứu cao cấp của IISS từng khuyến cáo những người không cài dây an toàn có thể nghĩ rằng sự bất cẩn của họ không làm hại người khác. Nhưng thực tế không phải như vậy. Nếu người ngồi sau không cài dây an toàn thì nguy cơ tử vong trong va chạm trực diện của tài xế sẽ tăng gấp đôi. Về luật, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt, xe bán tải không được phép chở người trên thùng xe. Cụ thể, Điều 21 của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định chỉ được chở người trên ô tô chở hàng trong các trường hợp sau: chở người đi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai hoặc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, chở cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân đi làm nhiệm vụ, chở người bị nạn đi cấp cứu, chở công nhân duy tu, bảo dưỡng đường bộ, chở người thực hành lái xe trên xe tập lái, chở người diễu hành theo đoàn, giải tỏa người ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật. Bên cạnh vi phạm pháp luật, việc chở người trên thùng xe bán tải rất nguy hiểm do thùng xe không được trang bị bất cứ thiết bị chuyên dụng gì để chở người. Trong trường hợp xảy ra va chạm khi tài xế phanh gấp hoặc bị xe phía sau đâm vào, người ngồi hoặc đứng trong thùng xe bán tải có thể gặp nguy hiểm do va đập, thậm chí có thể bị ngã văng ra khỏi thùng xe. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Quốc Cường xuất hiện với vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thay vị trí của mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu Tổng Giám đốc Công ty, đang bị tạm giam vì liên quan đến dự án 3939B Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, Quốc Cường Gia Lai đang thu xếp bán bớt tài sản, xử lý hàng tồn kho, tính toán thoái vốn dự án để có nguồn tiền khoảng 3.000 tỷ đồng trả Trương Mỹ Lan. Gánh nặng trên vai Quốc Cường Gia Lai hiện nay là khoản nợ 2.882 tỷ đồng phải trả cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan đến dự án Phước Kiển, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Loạt tài sản, bất động sản giá trị của doanh nghiệp này cũng bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ. Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 diễn ra ngày 30 tháng 7, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai thừa nhận điều quan tâm nhất hiện nay ở Phước Kiển là thu xếp nguồn tiền trả lại bà Trương Mỹ Lan và nhận về dự án. Ông Cường nói, nguồn tiền để thanh toán đang được sắp xếp. Công ty dự kiến thoái vốn 3 dự án thủy điện đem về nguồn thu khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong năm 2024 và đầu năm 2025, công ty cũng tập trung xử lý hàng tồn kho của các dự án, dự kiến đem về hơn 1.000 tỷ đồng, cộng với doanh thu Marina Đà Nẵng, con số thu về hoàn toàn khả thi để trả cho đối tác. Thời gian tới, nếu gặp khó khăn về việc xử lý hàng tồn kho hay thoái vốn thì Quốc Cường Gia Lai cũng sẽ xem xét thoái vốn ở một số công ty để chuẩn bị đủ nguồn tiền, ông Cường nhấn mạnh. Về phương thức xử lý hàng tồn kho, CEO Quốc Cường Gia Lai nói có hai dạng tồn kho dở dang và tồn kho dự án đã hoàn thành. Công ty ưu tiên xử lý tồn kho ở dự án đã hoàn thành và là sản phẩm thật. Về việc thoái vốn thủy điện, ông Cường cho rằng ban điều hành cũng đang cân nhắc phương án thoái vốn dự án bất động sản khác thay vì thủy điện. Nói về dự án Phước Kiển, ông Cường khẳng định đó là một trong những dự án then chốt của công ty.
May mắn, mọi hồ sơ, sổ đỏ liên quan đến dự án đã đưa cho đối tác Sunny Island trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được cơ quan điều tra nắm giữ, không bị cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào. Do đó, khi nào Quốc Cường Gia Lai thanh toán số tiền trên thì có thể cầm lại sổ đỏ của 65 ha đã chuyển cho đối tác. Về pháp lý dự án, ông Cường nói dự án đã kéo dài nhiều năm, nhiều giấy tờ không còn giá trị. Nếu Quốc Cường Gia Lai nhận dự án về sẽ tiếp tục triển khai pháp lý hoặc tìm đối tác xứng tầm để cùng đồng hành phát triển. Ông Cường đánh giá vị trí Phước Kiển rất đẹp, kế bên Phú Mỹ Hưng. Hiện nay nhiều đối tác trong và ngoài nước đang ngỏ ý muốn cùng Quốc Cường Gia Lai thực hiện dự án này. Song song với đó, nhiều đối tác sẵn sàng đàm phán với công ty về phương án triển khai. Tuy nhiên, ông Cường cho rằng để có thể ngồi vào bàn đàm phán, Quốc Cường Gia Lai phải mang dự án về. Ông Cường cũng cho rằng sau ngày 1 tháng 8, khi các luật liên quan đến bất động sản có hiệu lực thì dự án này có nhiều điểm thuận lợi. Vấn đề duy nhất là tiền sử dụng đất được tính toán lại, do đó giá trị sản phẩm sau này bán ra sẽ tăng cao. Tuy nhiên, Quốc Cường Gia Lai hoạt động theo pháp luật nhà nước nên sẵn sàng tuân thủ. Ông Nguyễn Quốc Cường, con trai bà Nguyễn Thị Như Loan, xuất hiện với vai trò là Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ông mong cổ đông đồng hành sát cánh cùng công ty trong thời gian tới. Ông Cường được bổ nhiệm thay thế bà Loan kiêm người đại diện pháp luật Quốc Cường Gia Lai. Tại cuộc họp đại hội cổ đông lần này, ông Cường cũng được đề cử làm thành viên hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027. Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường, Tổng Giám đốc, nói Quốc Cường Gia Lai vừa trải qua biến cố không may mắn, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Vị Tổng Giám đốc chia sẻ, từ hôm nay trong cương vị mới, ông Cường xin hứa mọi hoạt động kinh doanh thời gian tới sẽ được bình thường. Về quyền lợi cổ đông, ông Cường chia sẻ tình hình tài chính Quốc Cường Gia Lai còn nhiều tiềm năng, không có áp lực trả nợ trong thời gian ngắn. Ông cho rằng tài chính của công ty đang rất tốt, không có gì đáng lo ngại. Ông mong cổ đông đồng hành sát cánh trong thời gian tới và cả sau này. Trả lời cổ đông về dự án Phước Kiển, ông Cường khẳng định đó là một trong những dự án then chốt của công ty. May mắn, mọi hồ sơ sổ đỏ liên quan dự án đã đưa cho đối tác Sunny Island trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã được cơ quan điều tra nắm giữ, không bị cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào. Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 20 lần năm trước. Thay mặt ban điều hành, ông Cường nêu mục tiêu năm nay tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Marina Đà Nẵng và triển khai thủ tục kịp bán hàng trong quý 4. Đồng thời, công ty đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vào quý 3 năm nay, tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án. Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai còn lên kế hoạch nguồn thu từ mủ cao su, hoàn tất chuyển nhượng 3 nhà máy thủy điện, hoàn tất thoái vốn tại công ty liên kết, công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á. Công ty sẽ hoàn thiện pháp lý các dự án dang dở, có tính khả thi cao và chuyển nhượng hàng tồn kho tại các dự án. Quý đầu năm, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu gần 39 tỷ đồng, giảm 76%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 1,4 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước. Rời Quốc Cường Gia Lai 6 năm trước, ông Nguyễn Quốc Cường, biệt danh là Cường Đô La, trở lại làm lãnh đạo doanh nghiệp này trong tình thế éo le khi bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ của ông, vướng vào vòng lao lý. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, mã chứng khoán QCG, đã công bố thông tin ông Nguyễn Quốc Cường, 42 tuổi, biệt danh là Cường Đô La, làm tổng giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Quốc Cường Gia Lai. Ông Cường trở lại Quốc Cường Gia Lai để điều hành doanh nghiệp chỉ 3 ngày sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, 64 tuổi, mẹ ông Quốc Cường. Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam liên quan đến dự án 3939B, Bến Vân Đồn, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Quốc Cường Gia Lai cũng vừa gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản siêu lý lịch của ông Nguyễn Quốc Cường khi ông Cường được Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai đề cử bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của doanh nghiệp đa ngành này trong phiên Đại hội Cổ đông lần thứ 2 dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 7. Trước đó, phiên Đại hội Cổ đông thường niên lần 1 vào ngày 30 tháng 6 bất thành do vắng mặt các cổ đông lớn, trong đó có bà Nguyễn Thị Như Loan và con gái Nguyễn Ngọc Huyền My chiếm trên 50% vốn của Quốc Cường Gia Lai. Theo bản sơ yếu lý lịch, ứng cử viên thành viên hội đồng quản trị mới của Quốc Cường Gia Lai có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế. Năm 2004, ông Cường bước vào thương trường bằng việc kinh doanh tại xí nghiệp tư nhân Quốc Cường mang tên chính mình. Đến năm 2007, bắt đầu làm phó tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai lúc 25 tuổi và giữ các chức danh trên. Đến năm 2018 thì từ nhiệm. Sau khi rời công ty của mẹ, ông Cường lập công ty riêng và giữ chức Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sea Holdings cho đến nay. Ngoài các công ty trên, ông Cường cũng đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sea Construction, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sea Luxury 15. Tại Quốc Cường Gia Lai, ông Cường đang sở hữu 537.500 cổ phiếu,
tương đương 0,2% vốn điều lệ doanh nghiệp. Trong gia đình ông Cường, bà Như Loan đang sở hữu 101.922.260 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Em gái Nguyễn Ngọc Huyền My, 41 tuổi, sở hữu 39.384.970 cổ phiếu, tỷ lệ 14,3% vốn điều lệ Quốc Cường Gia Lai. Còn bà Đàm Thu Trang, vợ ông Cường, không sở hữu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai. Sea Holdings của ông Cường cũng là doanh nghiệp địa ốc chuyên phát triển các dự án bất động sản tại Bình Dương, hiện phát triển dự án The Mason tại thành phố Thủ Dầu Một. Sau khi chính thức rút lui khỏi Quốc Cường Gia Lai từ năm 2018, ông Nguyễn Quốc Cường đã gây dựng sự nghiệp riêng khi lập các công ty và hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực. Sau khi chính thức rút lui khỏi Quốc Cường Gia Lai, từ năm 2018 đến năm 2024, ông Nguyễn Quốc Cường đã gây dựng sự nghiệp riêng khi lập các công ty và hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực. Với bất động sản, ông Cường lập công ty cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường, nay đổi tên thành công ty cổ phần Sea Holdings vào tháng 9 năm 2018. Ban đầu, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản tại Bình Dương này có vốn điều lệ 1.169 tỷ đồng, trong đó Quốc Cường Gia Lai sở hữu 74,68% vốn, phần còn lại của hai cá nhân lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực, dịch vụ và du lịch. Sau 4 tháng thành lập công ty Sea Holdings, Quốc Cường Gia Lai bất ngờ giảm tỷ lệ góp vốn xuống còn 30,84%. Vốn điều lệ của công ty Sea Holdings cũng giảm xuống còn 428 tỷ đồng. Đến tháng 2 năm 2019, ông Nguyễn Quốc Cường trở thành người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty Sea Holdings. Năm 2020, ông Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Bà Đàm Thu Trang và ông Cường trở thành thành viên Hội đồng Quản trị, chuyên hoạt động kinh doanh bất động sản tại tỉnh Bình Dương. Đến nay, công ty Sea Holdings đã có hai dự án chung cư tại thành phố Thủ Dầu Một là Sea Skyview và The Mason, tên trước đây là Sea Riverview. Trong khi Sea Skyview đã bàn giao nhà cho khách hàng thì The Mason vẫn đang mở bán. Thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, dự án Sea Riverview bị đình chỉ thi công vì xây dựng không phép. Công ty Sea Holdings bị áp dụng tình tiết tăng nặng vì tái phạm. Năm 2019, doanh nghiệp của vợ chồng ông Cường lỗ hơn 10 tỷ đồng. Tuy vậy, tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của công ty đạt 1.160 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với đầu năm. Bên cạnh bất động sản, vợ chồng ông Cường còn lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực với hệ thống nhà hàng Trung Hoa mang thương hiệu Sitao Chinese Restaurant. Theo quảng bá, hệ thống nhà hàng này nằm trong dự án Sea Concept do bà Đàm Thu Trang điều hành. Đến nay, hệ thống đã có 4 nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thành phố Vũng Tàu. Song song đó, ông Nguyễn Quốc Cường còn mở Eurowest, chuỗi rửa xe đúng cách tại thành phố Thủ Đức vào năm 2019. Theo giới thiệu, đây là nơi chăm sóc các dòng siêu xe, xe sang. Trong hệ sinh thái của ông Cường còn có công ty Sea Travel Gia Lai, doanh nghiệp được thành lập năm 2019 với ngành nghề chính là điều hành tour du lịch. Công ty Sea Travel Gia Lai có 5 cổ đông sáng lập, trong đó ông Cường sở hữu 45% vốn điều lệ. Tối ngày 30 tháng 7, khu vực km 192 trên quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị ngập sâu, các phương tiện di chuyển khó khăn, nhất là ô tô con, xe máy. Để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã phân công lực lượng phối hợp với Công an huyện Sơn Dương hướng dẫn điều tiết giao thông, phân luồng từ xa nhằm hạn chế các phương tiện di chuyển vào khu vực bị ngập nước. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mặc dù mưa lớn kéo dài, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, các cán bộ chiến sĩ vẫn trực tiếp di chuyển đến những vị trí ngập sâu để điều tiết giao thông trong nhiều giờ đồng hồ, khơi thông rãnh, cống thoát nước, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trước đó tại tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Bát Sát kịp thời dọn dẹp một tảng đá lớn bị sạt xuống đường ở km 42 700, đường tỉnh 156B trên quốc lộ 4E. Còn tại tỉnh Điện Biên, mưa gây ra sự cố sạt lở cây to từ trên đồi xuống mặt đường quốc lộ 12, đoạn qua địa bàn xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Tiếp nhận thông tin, tổ công tác của đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã khẩn trương cùng với nhân viên của công ty 226 khắc phục sự cố, điều tiết đảm bảo giao thông qua khu vực trên. Cũng trong tối ngày 30 tháng 7, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, tại nhiều tỉnh thành phía Bắc tiếp tục có mưa gây ngập và sạt lở đất. Đơn vị đã yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương chủ động tăng cường trong công tác phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trước diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão, đơn vị đã tăng cường cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các địa phương vùng núi phía Bắc, chủ động rà soát những điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để cảnh báo, cấm đường khi cần thiết và hướng dẫn người tham gia giao thông chọn lộ trình khác phù hợp. Bên cạnh đó,
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương còn tăng cường tuần tra lưu động để nhắc nhở người tham gia giao thông khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, cần tập trung quan sát, đi đúng tốc độ, phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển hướng đột ngột để phòng tránh tai nạn. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông, nhất là ở vùng núi phía Bắc, chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để cảnh báo và cấm đường khi cần thiết. Tối ngày 30 tháng 7, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giải quyết vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Được biết nữ tài xế có ý định lùi xe nhưng lại đạp nhầm chân ga khiến ô tô này lao lên phía trước, đâm trúng phương tiện đi trên đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Cụ thể khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, một nữ tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30F580XX đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 30H297XX và 3 xe máy trước cửa số nhà 24 đường Hoàng Quốc Việt. Cảnh sát cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nữ tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 30F580XX đang có ý định lùi xe nhưng đạp nhầm chân ga khiến ô tô tiến lên phía trước và lao ra đường. Tại hiện trường, hai ô tô bị hư hỏng phần đầu, 3 xe máy hư hỏng nằm ngổn ngang trên đường. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã điều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn giao thông và phân luồng để tránh ùn tắc. Kiểm tra tại hiện trường, cảnh sát không phát hiện nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn. Dân may, vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tối ngày 30 tháng 7 vừa qua, Thượng tá Hoàng Tuấn Ngọc, trưởng công an thành phố Nha Trang, Khánh Hòa cho biết một số thông tin liên quan đến sự việc nam thanh niên châm lửa đốt cây xăng gây xôn xao dư luận trước đó. Cụ thể, khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, Hồ Liêu Châu, 29 tuổi, đi xe máy biển số 79L2-9155, mua 5 lít xăng đưa về khu vực khóm Máy Nước, phường Phước Tân để chiết ra các chai khác nhau. Sau đó, Châu lên xe máy chạy lòng vòng. Đến trước căn nhà trên đường Lý Tự Trọng, đối tượng này ném một chai xăng đã châm lửa vào bên trong và một chai khác vào cửa cuốn trụ sở cạnh đó, gây cháy tường. Chưa dừng lại, thanh niên này tiếp tục đi xe máy vào khu vực cây xăng số 2 thuộc công ty xăng dầu Phú Khánh, Petrolimex Khánh Hòa, thường được gọi là cây xăng Mã Vòng. Tại đây, Châu dừng xe, cầm chai nhựa chứa xăng tưới xuống đất, châm lửa đốt. Đám cháy bùng nhanh và khiến trụ đổ xăng số 5 cháy đen. Các nhân viên cây xăng cố gắng dập lửa. Một lúc sau, đám cháy được khống chế, toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại, còn Châu bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an thành phố Nha Trang có mặt ghi nhận hiện trường, tổ chức truy tìm và khống chế Châu. Nghi can này bị thương ở hai chân, được cảnh sát chuyển tới bệnh viện cấp cứu, băng bó rồi đưa về trụ sở tiếp tục điều tra. Thượng tá Ngọc cho biết, qua test nhanh, Châu dương tính với ma túy. Bước đầu, đối tượng này khai do buồn chuyện gia đình, cãi nhau với cha mẹ cùng với việc sử dụng ma túy nên đã gây ra sự việc. Theo điều tra, Châu nghiện ma túy nặng và bị địa phương lập hồ sơ quản lý, đồng thời có tiền án 4 tháng tù về tội đánh bạc. Tuy nhiên, đối tượng đã bán nhà, đi nhiều nơi và sống lang thang. Công an thành phố Nha Trang đang tiếp tục điều tra sự việc. Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ ở Ninh Bình, mới đây tại cơ quan công an, bước đầu kẻ thù ác đã có những lời khai liên quan đến vụ án mạng. Ngày 30 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Quang Tuấn, sinh năm 1979, trú tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về hành vi sát hại người khác. Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 29 tháng 7, tại một nhà trọ ở thôn Trịnh Phú, xã Gia Thịnh, xảy ra vụ việc chị Đậu Thị Tê, sinh năm 1982, quê ở Nghệ An, thường trú tại xã Gia Hưng, bị chồng là Đinh Quang Tuấn dùng hung khí tấn công. Sau đó, chị Tê được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày thì tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Gia Viễn đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Gia Viễn và Phòng Cảnh sát Hình sự cùng các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân, điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Quá trình điều tra bước đầu xác định, chị Tê và anh Tuấn kết hôn từ năm 2007, có 3 con. Chị Tê là công nhân của một công ty trên địa bàn. Quá trình sinh sống, Tuấn cho rằng vợ có quan hệ bất chính với người khác nên xảy ra cãi nhau. Sáng ngày 29 tháng 7, chị Tê đến xã Gia Thịnh thuê phòng trọ và sau đó ba mẹ con chuyển đồ đạc đến. Khi thấy vợ bỏ đi, chiều tối cùng ngày, Tuấn uống rượu và mua một con dao tìm đến phòng trọ của chị Tê. Tại đây, Tuấn chửi vợ, đồng thời dùng hung khí tấn công chị Tê rồi vứt hung khí tại hiện trường. Sau đó, Tuấn đến công an huyện Gia Viễn đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Ngày 30 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã nghị án dài ngày sau hơn một tuần xét hỏi, luận tội 50 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC. Ngày 29 tháng 7, tòa cho các bị cáo nói lời sau cùng. Khi trình bày, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC với nhóm thuộc cấp, xin hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để họ sớm về bên gia đình làm tròn chữ hiếu, được tiếp tục cống hiến cho xã hội. Đối với 7 nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, khi nói lời sau cùng đều bày tỏ ân hận. Cụ thể, bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HOSE, trong gần 10 phút phát biểu đã gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước vì đã không làm tròn nhiệm vụ, xin lỗi nhà đầu tư. Ông Sinh cho hay, từ những năm 2000 được phân công lãnh đạo thị trường chứng khoán tập trung lớn nhất nước. Mục tiêu của ông là xây dựng thị trường phát triển vững mạnh, bình đẳng, nhưng sát thời điểm nghỉ hưu đã bị con virus lừa đảo chui qua tất cả các cánh cửa để cuối cùng vi phạm pháp luật. Trong hơn 20 năm cống hiến cho ngành chứng khoán, ông Sinh tự hào vì thị trường đi lên chiếm nhiều phần trăm trong GDP cả nước, được bạn bè thế giới quý trọng. Theo ông, sự việc xảy ra liên quan đến FLC là lỗi lầm cá nhân và để lại nhiều bài học. Cá nhân ông không bao giờ tưởng tượng hành vi gian lận lừa đảo kinh khủng có ý đồ sâu sắc như vậy. Cựu chủ tịch HOSE mong thời gian tới có những chấn chỉnh để thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, ông kiến nghị một số nội dung để hoàn thiện cơ chế chính sách, để những người làm chứng khoán đi sau ông có thể yên tâm. Ông kiến nghị luật doanh nghiệp cần xem xét lại vấn đề quản lý vốn điều lệ doanh nghiệp. Các cơ quan thanh tra giám sát như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần giám sát chặt chẽ hơn các vấn đề kiểm toán, cấp phép cho các công ty đại chúng, cho phép Sở Giao dịch Chứng khoán có thể thuê một công ty kiểm toán khi cảm thấy nghi ngờ, thắt chặt hoạt động của các công ty kiểm toán, có hành lang pháp lý chặt chẽ để họ không vi phạm. Sau cùng, ông Sinh chấp nhận phán quyết của tòa, xin hội đồng xét xử xem xét giữa công tội, giảm án cho cán bộ khác. Về phần mình, ông Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc thường trực HOSE cũng nêu những trăn trở về hành lang pháp lý hiện hành trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phức tạp. Ông nói, việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư luôn là yêu cầu tối thượng trong ngành chứng khoán. Hệ thống luật doanh nghiệp, luật chứng khoán đã lập ra những hàng rào, chốt chặn để bảo vệ những lợi ích đó, nhưng vì quá tin vào chuỗi những chốt chặn đó mà chủ quan thiếu thận trọng. Vụ án xảy ra khiến ông xót xa hối tiếc. Sai phạm đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông dày công xây dựng hơn 20 năm qua. Cựu tổng giám đốc HOSE mong những bất cập còn tồn tại trong thị trường chứng khoán sẽ sớm được hoàn thiện để người quản lý vận hành thị trường sau này giảm thiểu rủi ro không đáng có. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Lê Công Điền, cựu vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng sai sót xảy ra là bài học đáng tiếc, ông không né tránh trách nhiệm. Xin tòa đánh giá bối cảnh phạm tội không có vụ lợi. Các bị cáo còn lại thuộc HOSE và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đều xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh khó khăn, nhận thức chưa đầy đủ. Theo thông tin từ Bệnh viện K, trưa ngày 30 tháng 7, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chúc mừng bác sĩ Hoàng Minh Lý, nữ bác sĩ bị tấm kính rơi trúng hồi tháng 4 tại Hà Nội được ra viện. Trưa 30 tháng 7, Ban Giám đốc Bệnh viện K đã đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúc mừng nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý, người gặp tai nạn hy hữu tại quán cà phê, đã hồi phục sức khỏe sau thời gian điều trị, phục hồi chức năng. Tính đến nay, bác sĩ Lý đã trải qua quá trình điều trị liên tục hơn 3 tháng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, qua trò chuyện với bác sĩ Lý cho thấy, nguyện vọng của bác sĩ khi trở lại bệnh viện được tiếp tục làm việc tại khoa xạ 5 bệnh viện ca, nơi bác sĩ đang làm việc trước khi gặp tai nạn. Lãnh đạo bệnh viện chia sẻ trên cơ sở nguyện vọng của bác sĩ Lý, bệnh viện tiếp tục bố trí để nữ bác sĩ làm việc tại khoa và sẽ phân công công việc phù hợp. Trong quá trình điều trị, câu chuyện của bác sĩ Lý được nhiều người quan tâm. Bạn bè, đồng nghiệp, đồng hương quê Nghệ An đã kêu gọi bạn bè chung tay, góp sức hỗ trợ, chia sẻ và động viên nữ bác sĩ Lý. Nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý, sinh năm 1995, quê Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An, vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú ung thư, hiện đang công tác tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Trong đêm mưa bão ngày 20 tháng 4, do ảnh hưởng của gió, một tấm kính cường lực của một quán cà phê bị vỡ đổ sập rơi vào người bác sĩ Lý. Nữ bác sĩ Lý được đưa vào nhập viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương, vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống, làm hai chân liệt hoàn toàn, gãy nhiều xương sườn, gây chấn thương ngực kín, tràn máu, tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.
Đặc biệt, tai nạn khiến nữ bác sĩ bị gãy trượt đốt sống, chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm mất cảm giác từ ngực trở xuống, liệt hoàn toàn hai chân và đại tiểu tiện mất tự chủ. Trải qua nhiều lần phẫu thuật lồng ngực, tiêu hóa, thận tiết niệu, chấn thương cuộc sống và tập phục hồi chức năng, sau hơn một tháng điều trị, gần cuối tháng 5 năm 2024, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý được chuyển sang điều trị phục hồi chức năng. Với nghị lực phi thường và sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ đã hồi phục một cách kỳ diệu. Đến nay, nữ bác sĩ Lý đã bước đầu ổn định, phục hồi sức khỏe.